qua tìm dâu tây, không biết có trái nào nữa không. Tới hết cuối mùa á nhỏ ơi, cuối mùa của đợt đầu á, nên là dâu tây chưa có trái chín nhiều. Được mấy em bên đây có hai em này chín nè, không chín đỏ rồi đó. Được mấy em ít hôm nữa nó lại có tiếp, mình hái tiếp. Còn giờ thì cuối mùa á nhở, cuối mùa được trái nào mình lụm vô cho chị chủ. Oh wow wow, trời ơi có trái này bự rồi, ui đẹp mộng mơ luôn. Quá đẹp luôn, trái dâu tây này cả nhà. Ui wow, đẹp chưa đẹp chưa, hai trái này quá đẹp luôn nè. Chín. À, hết rồi cả nhà, bữa hôm quá chừng trái luôn rồi đó, hôm nay hết rồi đó. Trái này được em đây nữa. Hai trái này hừ lấy ra luôn để cho nó có năng lượng nó ra cái bông. Còn vài trái lọng lòi mến đây, thơm quá. Chín đỏ. Dâu tây này dâu tây ổi nè nha. Chín nè. Kệ móc móc chứ cũng được cả rổ rồi nha. Móc dâu tây cuối mùa của mùa đầu tiên của năm nay, ít bữa nữa nó ra bông tiếp, tha hồ hái ở nhà xem. Đây này ra bông tiếp rồi cả nhà. Wow, trái này đã chưa? Đó. Wow, mê chưa? Quá, nãy vẫn được nhiều ạ. Nói chứ, cứ móc móc là có dâu. Đã chưa? Chúng cà rổ này đây á, đây nữa nè. Còn đây cả chùm này. Ra bông rồi đó cả nhà. Hư rồi, đây ra bông tiếp tục nè. Cái này chín đỏ luôn.
cho nó chưa chín đi. Wow, ở nhà xem, mình nói mình đi mót dâu tây mà được cả rổ luôn rồi nè. Bữa hôm đầu mùa trái hả, quá trời, về về luôn cả nhà ha. Bây giờ thì có đầu mùa thì có cuối mùa. Nên là mấy em thì nhỏ nhỏ thôi. Mấy cây con mà lại dày ra một mớ nữa cho chị. Chị thay mấy cây mẹ, nó chín đó cả nhà. Cái dâu tây nó chín nó thơm dữ lắm. Đói bụng rột rột quá nhà ơi. Hai về ăn cơm. Chừng thêm một giỏ dâu tây nữa cả nhà ơi, mê không mê không, dễ thương quá ha. Cuối mùa mà được cả giỏ, trời, nó gọi là đê mê luôn, đê mê. Con bò bên kia nó thấy mình hái rau nó xinh, mà nó xa quá mình đâu có cho nó được đâu. Đây có mấy cái bắp cải bự lắm rồi, gỡ mấy cái lá sâu sâu ra xong rồi đi vô lấy dao ra cắt cái bông bắp cải bự này nha. Thôi nó nứt, cả nhà mình thấy nó chuẩn bị nứt á. Mấy cái lá nó cháy rồi, chuẩn bị nứt rồi. Mang vô trong. Em này. Trời ơi, đã chưa? Hai em. Cái em này chắc còn nữa không ta? Mấy em bắp cải. Ngọt em. Rồi bắp cải trên farm bự dễ sợ không. Hai em bự trời. Đã dễ sợ. Đây cả nhà ơi, Nhung Hà hai được bốn em bắp cải đây, chà bá luôn này đó, một em này ha, đó, 1, 2, 3, 4 em bự ghê không, đã dễ sợ luôn. Cần tây quá chừng cần tây à nhà ơi, đi hái cần tây trong bà chủ nhà ơi, quá chừng quá đất cần tây. Mình hái đi xong không thôi là nó già, mấy cái này non à. Để một cây mẹ một thôi chứ nhiều cây quá nó thành cây nhỏ. Đó, hái chân vậy đó nha. Xong cái thôm nữa nó ra nhiều dữ lắm. Mà đừng có để cây con vòng vòng, cây con như là phải nhổ này. Mấy cái em nó nhổ ra thì nó sẽ không có cọng bự á. Xong rồi chừng tuần nữa là có hái tiếp. Thôi để già nha. Đã ghê. Cộng bự ghê. Xong rồi chị sấy. Chị gọi là sấy mà gọi mà sấy và bằng cách đông rồi nha. Nó giữ được vitamin 80%. Đó. Tốt đi lắm. Nó
nó là lứa đầu, bẻ lá, xong chừng 2-3 lứa sau, hái tầm 3 lứa là bắt đầu nó sẽ tới mùa nó lạnh là nó sẽ có mấy cái con rầy á, là lúc đó là thôi đó, tới khi mùa mấy em rầy thôi mình bó tay. Nó có cả cái gọi là cái mưa gì á, mà nó mưa xuống cái là trời ơi mấy em rèm bu vô. Lá nhiều rồi ha cả nhà ha. Mê. Wow, đã chưa? Ông chủ cũng đang cắt cỏ. Mình thì làm xong việc rồi, bây giờ chỉ có việc đi giúp chị thu hoạch thôi. Lá cử. Mê ha. Xong cho chị mấy xô phân cá vô đây để cho nó ra lứa mới. Cần này á, ai mà bị cao huyết áp đồ rất là nha, mình ăn cái cần tây này nó điều hòa huyết áp á, nhưng mà nhiều quá nó lại tụt, nên là cũng cái gì cũng phải vừa phải chứ, mà nhiều quá thì nó cũng không tốt. Mình hay nấu súp trong xã mình ăn với cần này lắm, từ ông xã mình bị cao huyết áp. Bụi nào bụi nấy, bự ghê luôn. Nó không, nó chưa được cao lắm. Mọi bữa nó cao lắm nha, nay là nó chưa được cao lắm, nó hơi lùn lùn. Cộng bự, đây có bự chưa? Đã. Cộng nào cộng nấy đã đời. Đang non. Rồi cái em này bị em kia che rồi. Bị đèo. Không có, nó che mất ánh nắng. Để bớt cái lá em cho nó có ánh sáng. Quá trời cộng mê. Trời ơi cả thau. Cộng bự bự không này cả nhà, mê chưa? Đó. Cả thau cần tây luôn, quá đêm. Qua hái một nắm. Này về ăn cả nhà ơi. Mấy cái bông vàng này nè. Hai mấy cái bông vàng thôi, còn mấy bông không vàng thì để lại. Tại vì là chị không ăn bông vàng. Chị cắt chị bỏ, nên là mấy cái bông vàng mình hái về mình ăn hả, hái chừng nắm, hôm nay ăn nắm được rồi. Vàng ngon á, về nấu luộc lên á, xào tỏi ăn, không cần luộc nó, mình xào sơ qua cũng ngon đó. Vàng nấu lẩu tuyệt vời nhất á, nhưng mà không có thời gian nấu lẩu nên là mình xào sơ mình ăn được rồi.
hai chục nắm thôi. Hôm nay có mình Nhung Hà ăn màu vàng đó. Rồi nhiêu đây đủ ăn rồi ngày hôm nay rồi. Nhổ hành cả nhà ơi, quá trời hành đây đó, bao la hành, hành lá chị trồng cả nhà ơi, nhiều ha. Đã nhổ hết cái mớ này luôn nhở. Qua trời hành lá, cây bự bự không. Nhổ hết mớ này luôn rồi nhà ơi, mệt quá, nắng này. Ủa bự kìa chưa, siêu to khổng lồ. Mấy chị em đang nhổ hành lá à nhà ơi, nhổ được cả mớ rồi nè. Đây đó, quá trời luôn.